Thì BTC đoàn sẽ cử người để đốt lửa trại ạ. Và đồng chí đại diện liên đoàn chúng ta sẽ ra để châm lửa trại trong cuộc đấu hôm nay ạ. Mời ạ. Biên nữa các chú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.